Đó, hiện tại đoàn đang phát hiện Phi Nhung với Dân đang chạy vòng vòng. Trời đâu Phi Nhung? Trời ơi. Nhung lại Phi Nhung. Trời ơi, thiệt có chất. Trời ngộ quá ha. Tự nhiên là bà chở ơi. Chở đàn ông. Trời sao giống hai vợ chồng quá vậy Dân? Cái má này nó bị lủng cái lỗ. Ủa cái đất quần rồi kìa má ơi. Tới nào vậy Mai? Mời. Đó, hiện tại giờ có Gia Hưng, Phi Nhung ghé quán nước uống Yumi. Hello mọi người ơi. Bây giờ là chương trình thức trắng đêm khuya tâm sự với mọi người nữa nha. Nãy em Phi Nhung mới cảo cảo vòng vòng đi chơi á, tự nhiên cái đôi anh Toàn xuất hiện rồi chỉ cái máy quay vô nữa. Hồi nãy giờ chảo lên chở vu quá trời. Cô Tắm chở cô chị. Cám nha. Tắm Cám gì má, cô dâu chú rể chở nha. Trời ơi, ai là cô dâu? Mà từ đây chú rể bận đầm. Cô dâu không có bận đầm nha mọi người. Cô dâu. Ủa sao cô dâu nói chuyện giống tiếng đàn ông quý vị? Cô dâu lạ trời. Cô dâu. Cô dâu mới chuyện gió. Cô dâu có cái lưỡi câu à. Thôi nó nghe mất giờ địa điểm đi má ơi. Giờ đâu má? Lời trời bình thới uống. Ăn mũi không má ơi. Hay là qua chợ Bình Điền đi. Chợ Bình Thế nó có quán không? Không, gờ Bình Thới luôn kìa, quận 11. Rồi lên chợ Bình Thế uống. Qua đó công viên mát lắm má. Ở dưới có cái chung cư Phú Thọ không? Đúng rồi. Khu du lịch đó sinh thái ngồi đó ra ngoài đồng rồi vậy. Thì đến định ở mua nhà ở trên chợn rồi đó. Cái gì? Tại vì trên chợn nha, ở trên chợn hồi đó nhà em định bán lên trên chợ Bình Thới ở. Mà tại vì em nhớ một người đó cho nên em đi không được. Bình Thới phải chỗ thị cho nhớ nướng bán không ta? Bắp nướng tây thị, tây thị. Ờ à, đúng rồi, gần chỗ đó đó, gần đó. Ủa nó nghe nó ngon lắm. Để có mấy khách mình hỏi bắp nướng, bắp nướng. Tôi không biết chỗ nào. Ở trên chợ Bình Thới mà. Bình Thới là ngay chỗ gần Đầm Sen á. Cái đường Bình Thới ngay chỗ Dòng Xây. Bữa mình chỗ đi mình đi tắm. Ờ Đầm Sen nước chỗ đó đó má. Trời má. Đầm Sen khô gì nữa má. Đầm Sen khô là bên đây, Đầm Sen nước là bên đây. Đầm Sen khô là chơi cưỡi ngựa xem hoa đúng không? Xem hoa, xem hoa. Xem hoa. Cưỡi ngựa xem hoa. Hôm nay Phi Nhung bán hết chưa Phi Nhung? Trời, em mới vừa hết đó, xong mới chạy cái má này nè. Mới vừa hết. Bữa nay mượn khưa mà. Mà. Bữa nay mượn khưa lành khanh mà. Bây giờ em xin đọc nè mọi người ơi, bây giờ em xin đọc lại cái địa chỉ cái di chuyển của tụi em bán là địa chỉ là 258A Nguyễn Chủ La, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Mọi người có đừng có lầm lộn mà đi xuống tới những cái tỉnh Bến Tre như là Long An đâu nha. Chỉ có tại thành phố Hồ Chí Minh là có xe cái di chuyển Vũ Tu Phương, có một chỉ có một chỗ quán, một là 280 Nguyễn Tú La, phường 8, quận 10 nha mọi người. Buổi sáng thì giống như câu mà cô chức hay nói là buổi sáng có phở, buổi chiều có cá viên chiên nha. Còn buổi tối là có cá viên chiên, ngoài ra có nước nè, có đồ nướng này kia kia nọ, rồi có gũ chiên, rồi có bánh lăng nha ua nữa. Còn tối xuống mà khoảng tối 1, 2 giờ khuya là có tụi em. Đây, Gia Hưng nước mắm, Phi Nhung chiên giòn nha. Vivi là tẩm tương ớt nha mọi người, muốn ăn cái gì ăn. Thì bây giờ cho em hỏi là anh Toàn, thì vừa qua anh Toàn đã ăn Gia Hưng chiên nước mắm rồi, anh Toàn thấy cái cảm giác nó ăn ra sao? Hơi bị ngon á. Trời ơi, thấy ghét quá vậy trời. Trời ơi, chúc mừng bà. Ôi, ôi. Tự nhiên anh Toàn anh tôi cái bà chúc mừng. Ủa, ăn, ăn gì má? Ăn cái đó đó. Là có sao? Nói ăn cái đó là ăn cái gì? Bà. Ý là nói ăn bữa tôi với anh Toàn đi mua con mực chiên nước mắm đó, tôi xé cho anh Toàn ăn, anh Toàn nói ngon. Ăn con khô mực. Trời ơi, tôi đâu biết đâu. Mới làm hai công an phường xuống kiếm cái bà chị kế bên. Chị đâu chị? Chị ơi, chị bà không á, bà bữa nay bà vui vẻ, bà khó chịu trong người lắm. Bà bị tiền bản. Bà chơi bầu cua cá cợp, bà bỏ kêu hai con tôm ra mẹ ăn chân cá, bà thua 50.000 bà mới vui vẻ. Bán chai nước ngọt không lợi nhiêu, thua mẹ bầu cua cá cợp 50.000. Mà phường xuống đưa giấy không có mình, mai mới mờ lên triệu tập đó phải không? Thì qua cái clip này, ủa anh Toàn đang còn quay hay tắt? Ủa anh đang quay. Còn trời ơi, đêm khuya rồi nhỏ. Đêm khuya đã tâm sự, đêm khuya chắc chiến này 4 sáng về. Chủ tịch ra giờ. Không có chủ tịch ra đâu mà. Chủ tịch đâu? Chủ tịch nằm đó. Không, tối cũng... tụi em hay về cái quán nước này ngồi chơi nha mọi người. Giống như là lớn tuổi rồi cũng biết đi đâu. Ủa ca hỏi địa chỉ đi, số mấy rồi? 447. Lớn tuổi không biết đi đâu là sao má? Ơ, có nào mình đăng mấy cái clip này lên món cà lợi thì tôi bu đồng.
Vu Đông thì cho bà ché ở đây bán được thì vui vẻ thôi. Nói chung là ở đây cũng có bán mang về nữa nha mọi người, mà tối có thèm trà dâu, trà đào, trà giải, trà gì đó, trà ổi. Có đi khách không đây? Đi ai đi khách ông nội? Trà sữa có gà lắc phô mai, bánh bao sữa nữa mọi người, mà đặc biệt ngoài ra có bánh bao, có bánh tráng trộn. Bánh bao sữa, cái món này là món tuổi thơ rồi đúng không? Đúng rồi nè. Đó. Đây là cái bánh bao nãy em mới kêu một bao, cái em để lên như này, cái ai nhảy rớt xuống đất cái em lụm lên em định ăn, mà em thấy nó dơ cái khúc này rồi thôi em không ăn. Đó, một cái bánh bao sữa ở trong cái bao nó có 7 cái mà Gia Hưng đã ăn hết 6 cái rồi. Còn nửa cái rớt nha, đây còn cái dấu gân của Gia Hưng đây. Đó, có ai muốn nhập chung cái dấu gân này với Gia Hưng không? Trời ơi. Người đó tốt lắm, có phước ba đời mới được. Phước ba đời ngoài ngay trước mặt mà người ta không biết hưởng thôi. Trời. Không có cô dâu nào mà vừa xinh đẹp. Còn má sao không nói gì đi trời. Rồi nói đi, tôi dành nói với má cho. Rồi nói đi, bây giờ tới phiên bản. Rồi dân gì má? Đây chú Ngọc Ngạn nè, chú Ngọc Ngạn nè. Giờ kể chuyện ma đi. Má công chú Ngạn mình nói chứ. Trời ơi, chương trình kể chuyện ma hả? Đổi chủ đề hả? Ừ, nay đổi chủ đề kể chuyện ma đi. Ngày chuyện ma. Ngày xưa, ở trong một quán nước nọ, có hai bà bóng. Bóng lại. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm về. Rồi Phi Nhung hồi đó bà bị vậy lâu chưa? Trời bị gì lâu má, tôi bị hồi nhỏ giờ rồi má, bị gì nha. Con người của người ta là hồi nhỏ giờ rồi chứ không phải là bị không? Nói lại. Còn em nói chung bị từ trong máu ra. Rồi, em là năm học lớp 3 đó. Em là năm học lớp 3 tôi nhớ hoài luôn. Còn bà Phi Nhung là lớp mấy? Lớp 1. Trời ơi, bận quấy rồi má. Trời ơi, xét rồi đi học bận quấy rồi đó. Tôi đã bận quấy, tôi bận cái quần ngắn cái đây. Trong tối tới giờ rồi. Hồi đó bà đi học bà thích môn gì? Môn Anh Giang là được yêu anh đó mọi người. Ai đâu đích ai đó mọi người. Còn ai đó em đi học em đó. Thích nhất là môn vẽ nè, với lại môn nhạc nè, với lại còn một môn đó là môn thể dục nha mọi người đó. Tại vì thể dục có thể cái mình có thể trốn qua những cái tiết khác mình học nha. Đó, nhưng mà em thích nhất là môn vẽ. Nhưng mà bây giờ không buồn ngủ. Cái môn đó khó buồn ngủ. Khó buồn ngủ. Why you now đó mọi người đó. Em thích câu đó đó. Bậy bạ đó nha. Cái gì? YouTube này ta từ cái gì tiếng Anh mà you try you find find you now. Ủa dịch ra tiếng Việt đó là gì? Ai biết? Em là... không biết đâu đó, em biết. Bà không nói mà bà không biết. Đó nè. Tự mình biết chứ tự nhiên là vô bà. Cũng đi má. Đi má uống hết ma xỉ ma nuôi hoài. Ủa sao anh Toàn chưa về ngủ? Chưa. Anh thấy Toàn như có thích ai đây phải không? Gì? Đúng rồi. Cái năm nàng tiên nè, nhà cái năm nàng tiên này thích ăn. Đạo diễn với Ngọc Nhạn đây. Ủa câu chuyện ma thì nãy đang kể thì mới cái bóng, hai cô bóng thì giờ hết luôn. Hai cô bóng cùng yêu một chàng trai. Mà chàng, một chàng trai nọ không có thèm yêu hai cô bóng nhau. Nó đi biểu gặp một cái trời ơi, má kể chuyện ma như kể chuyện hài. Không có thấy ma đâu hết chứ. Từ từ má, má kìa. Ma đầu đen đó. Ồ bà chỉ vi lắm. Nó chửi đó nha. Nó là người thật việc thật nha. Trong một cơn mưa. Tôi đâu chỉ nó đâu tự nhiên vậy. Tôi kể bà diễn tả đi. Ờ đúng rồi. Ma nó mắc lòi. Ồ mắc lòi, bà mắc lòi đó má. Mắc lòi mới tìm đường vậy trời. Ờ để bữa nào nếu mà ai muốn kể chuyện ma mọi người gặp Phi Nhung đi. Phi Nhung kể rất là hay nha cho mọi người nghe. Mà Phi Nhung kể vào 1 giờ rưỡi đêm khuya đúng công rồi, ra mọi người. Đi qua cầu nhúng nhúng nữa. Trời Phi Nhung kể là đa số kể 1-1 không à. Một người kể là một người nghe chứ không được nghe đông à, ý là vô cái phòng để kể cho mọi người nghe. Đúng rồi, một người kể rồi thì qua cái rồi rồi la lên cái có đường kìa. Cái gì vậy, cái gì vậy trời. Báo thức giờ ai vô vậy vậy? Đó thì qua cái clip này mọi người hãy ủng hộ dùm kênh của anh Tần Vlog nha. Ảnh ngoài đời rất là dễ thương, ảnh hơi bị đớt đớt thôi nhưng mà mấy người đớt rất là dễ thương nha mọi người. Đớt là gì má? Giống như là nói chuyện, giống như là ảnh đi qua bên Indonesia lâu quá, ảnh về Việt Nam ảnh phát tiếng không gần. Ủa là hồi xưa giờ cuộc sống anh là bên Indonesia luôn á anh? Anh ở Việt Nam nhưng mà anh đi sửa tiếng ngoài anh sửa không được. Người ta kêu nhìn vô kiến, người ta đọc chữ tơi. Chữ T mà anh thành chữ kê phải không? Ừ, bị ngậm chữ đó. Mà nói chung là mỗi người có một cái khuyết điểm đi. Nhiều khi cái đó là cái điểm nhấn của người ta, giống như con mắt em đây nè. Đó, đó là nó cũng có cái điểm nhấn, nhấn nè. Đó, nói chung là vui vẻ. Ủa mà em bị lé lâu chưa? Chết kiếm này Nguyễn Ngọc Ngạn tiễn thêm người. Nguyễn Cao Kỳ Duyên Ba. Trời sao anh không hỏi mấy cái gì, anh hỏi với con mắt em không vậy? Không có hỏi để biết muốn sau này người ta hỏi anh biết trả lời đó. Em đã bị lé hồi xưa, em không có lé nặng vậy đâu. Nhờ cái miệng của anh đó. Biết phóng phi tiêu không?
Một không nha Phi Nhung. Một không. Tụi mình còn gặp trên quán đi đó. Đó, vui vẻ đi má ơi. Trời ơi, nãy chạy vòng vòng dẻo trai vui quá. Có ai cua bà chưa? Có, đó trai đó đó. Rồi, em thấy Phi Nhung đó. Đó, anh đó đó, anh đó đó. Ủa, tại sao anh có cái gân khởn này ngộ quá ha? Gân anh hai cái là gân nào chứ không phải gân khởn. Nhớ tới anh Toàn còn nhỏ xíu dễ thương với sợ giờ lớn giật con mẹ. Mặt tròn do đúng không? Ừ. Săn chắc. Rồi ơi, cảm ơn Phi Nhung với vợ Hưng nha. Dạ. Còn ủa anh đi đâu vậy? Kết thúc clip vậy. Ủa là ngủ. Xong rồi hả? Ừ. Anh đi về nhà anh ngủ, anh cũng qua nhà em vậy. Ủa qua nhà em làm gì? Qua nhà em giờ này còn coi phim Doraemon với em nữa chứ. Hay kể chuyện ma hả? Kể chuyện ma giờ dẹp qua bên đi, giờ có Doraemon nữa. Mọi người ơi, Gia Hân rất là thích coi phim của TVB là Doraemon nha. Em nói thiệt với mọi người, em đang coi Doraemon là chuẩn bị mời Sa Thi Mạng tập 130 mấy rồi nha mọi người. Đó mọi người nói chứ mọi người thương anh Toàn Vlog, mọi người nhấn vô cái chuông tinh toàn nhìn ảnh đi để có động lực làm clip. Mai mốt ảnh sẽ không quay những người gay như tụi em nữa, ảnh sẽ quay những cái chủ đề khác, như là ảnh sẽ quay đi du lịch nè, ảnh sẽ đi du lịch nước này nước kia để quay cho mọi người coi, hoặc là ảnh sẽ đi review quán ăn này kia kia nọ, hoặc là ảnh sau này ảnh có ghệ đó, ảnh như vậy ảnh sẽ đi chơi tương tác cho mọi người thấy nha. Dạ, mọi người đó, qua cái clip này em cũng xin chúc anh Toàn được mãi mãi trăm năm hạnh phúc, mau kiếm được một người mà anh Toàn thương vừa ý nha. Rồi em, nhớ đám cưới mời em nha anh Toàn. Rồi ok em cảm ơn em nha. Rồi cảm ơn anh Toàn cũng rất là nhiều, cũng đồng hành với tụi em trong suốt mấy tháng qua. Hồi giống như chia tay vậy đó chị. Đi tay vậy, cái đó là lời chân thành cảm ơn thôi. Sau những giờ làm việc thì em cũng nói chung là cảm ơn cái tinh thần của anh đã đem tới cho mọi người, cũng như là truyền năng lượng tích cực cho cộng đồng LGBT, để LGBT có thêm động lực để tạo ra những cái chàng cười, những cái tiếng cười sảng khoái sau những ngày làm việc mệt mỏi và trong kinh doanh cũng vậy nữa. Thì cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh luôn nhiều sức khỏe và gặp được người mình mong muốn nha. Rồi cảm ơn em nha, bye bye, kết thúc clip nha cả nhà, chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Cảm ơn anh.